Dạ, chào anh chị em trên toàn quốc ạ. Bữa nay cây kiểng Hùng Hằng mình về một clip phôi trang với trang tạng nha anh chị em, để giao lưu anh chị em trên toàn quốc ạ. Ngày mới chúc anh chị em nhiều sức khỏe. Số điện thoại shop mình là 0939 906 192 cũng là số Zalo anh chị em. Quê mình ở Bình Tân, Vĩnh Long. Bây giờ mình vô mã số 1 anh chị em tham khảo ha. Dạ, mã số 1 là phôi trang hồng phấn xương anh chị em. Cái phôi này lùng lực anh chị em ơi. Đây mình đo chiều cao anh chị em. Dạ, chiều cao là 22. Hoành thân là 15, đế đẹp anh chị em. Dạ, mã số 1 mình giao lưu với anh chị em là 500.000, bao xếp toàn quốc anh chị em. Mình đổi cây. Dạ, mã số 2. Mã số 2 cũng là trang hồng phấn anh chị em. Cái phôi này cũng lùng lực anh chị em ơi. Đế nở anh chị em. Dạ, chiều cao là 21. Dạ, hoành thân là 15, củ nở anh chị em. Dạ, mã số 2 mình giao lưu với anh chị em là 550.000, bao xếp toàn quốc. Mình đổi cây nha anh chị em. Dạ, mã số 3 là trang vàng lá nhỏ anh chị em. Cái phôi này lùng lực anh chị em ơi. Để mình đo chiều cao anh chị em. Cái này nó có dáng bay bay nè. Dạ, chiều cao là 19. Mình đo một thân anh chị em. Dạ, một thân là 16, củ nở anh chị em. Dạ, mã số 3 giao lưu với anh chị em là 600.000, bao xếp toàn quốc anh chị em. Mình đổi cây. Dạ, mã số 4 cũng là trang hồng phấn anh chị em. Cái này mình chưa ghi hết á. Phôi này lùng lực anh chị em. Nó có dáng nghiêng nghiêng nè anh chị em ơi. Để mình đo chiều cao. Dạ, chiều cao là 24. Dạ, hoành thân là tính 15. Dạ, mã số 4 mình giao lưu với anh chị em là 550.000. Mình bao xếp toàn quốc, mình đổi cây anh chị em. Dạ, mã số 5 cũng là trang hồng phấn anh chị em. Đợt này mình về cái lô hồng phấn này củ nở không anh chị em ơi. Cái này một gốc mở lên 3 thân anh chị em. Chiều cao là 19. Dạ, hoành thân là 16. Dạ, mã số 5 giao lưu với anh chị em là 650.000, bao xếp toàn quốc. Mình đổi cây anh chị em. Dạ, mã số 6 là cũng trang hồng phấn anh chị em. Phôi này lùng lực anh chị em ơi. Tai chi nó cũng đều anh chị em ơi. Chiều cao là 19. Dạ, hoành thân là 15. Dạ, mã số 6 giao lưu với anh chị em là 500.000, bao xếp toàn quốc anh chị em. Mình đổi cây nha. Dạ, mã số 7 là trang vàng lá nhỏ nha anh chị em. Cái phôi này cũng lùng lực anh chị em ơi, cây già quá anh chị em. Để mình đo chiều cao. Dạ, chiều cao là 16. Dạ, hoành thân là 20 nha anh chị em. Dạ, mã số 7 giao lưu với anh chị em là 700.000, bao xếp toàn quốc. Mình đổi cây nha anh chị em. Dạ,
Dạ này mã số 8. Dạ mã số 8 cũng là trang hồng phấn anh cho em. Phôi này hả, dán trực anh cho em ơi. Dạ chiều cao là 19. Dạ hoành thân là 17. Đế nở anh chị em. Dạ mã số 8 giao lưu với anh chị em là 500.000, bao xếp toàn quốc mình đổi cây anh chị em. Dạ mã số 9. Mã số 9 là chăn cam lá nhỏ nha anh chị em. Cái phôi này lùng lực nè anh chị em ơi. Cây già cây nứt nẻ hết trơn anh chị em. Dạ chiều cao là 20 nha anh chị em. Dạ hoành thân là 17. Dạ mã số 9 giao lưu với anh chị em là 650.000, bao xếp toàn quốc. Mình bao sống cho anh chị em trong vòng 2 tháng ha, mình đổi cây. Dạ mã số 10 là trang vàng lá nhỏ nha anh chị em. Cây già cây anh chị em ơi, nứt nẻ hết trơn à. Dạ chiều cao là 21. Mình đo tổng anh chị em. Tổng cũ này là 26. Dạ mã số 10 giao lưu với anh chị em là 650.000, mình bao xếp toàn quốc mình đổi cây anh chị em. Dạ mã số 11 là trang hồng phấn anh chị em. Cái phôi này cũng lùng lực anh chị em. Dạ chiều cao là 16. Dạ hoành thân là 15. Mã số 11 giao lưu với anh chị em là 450.000, bao xếp toàn quốc anh chị em ơi, đổi cây. Dạ mã số 12 cũng là trang hồng phấn lá nhỏ nha anh chị em. Cây này nhỏ mà nó có duyên nha anh chị em. Dạ chiều cao là 12. Dạ hoành thân là 15. Dạ mã số 11 giao lưu với anh chị em là 500.000, bao xếp toàn quốc mình đổi cây anh chị em ơi. Dạ mã số 12 chăn cam lá nhỏ nha anh chị em. Phôi này nhỏ mà nó già cây nha anh chị em. Dạ đây rồi chiều cao. Dạ chiều cao là 21 anh chị em. Dạ hoành thân là 17 anh chị em ơi. Dạ mã số 12 giao lưu với anh chị em là 500.000, mình bao xếp toàn quốc anh chị em mình đổi cây ha. Dạ phôi trang nó dễ trồng mà dễ sống lắm anh chị em ơi. Dạ mã số 13 là cũng phôi trang hồng phấn lá nhỏ anh chị em. Cái phôi này cũng có duyên anh chị em ơi. Cái này mình mới đem về, mình mới khai thác sơ anh chị em ơi. Dạ chiều cao là 15. Dạ hoành thân là 13, cũ nở. Dạ mã số 13 giao lưu với anh chị em là 450.000, mình bao xếp bao cốt toàn quốc anh chị em mình đổi cây. Dạ cái này giờ mình quay cây tàn nha anh chị em. Dạ mã số 14 là trang hồng phấn xương anh chị em. Cái này mình mới cũng mới bứng về, mình cũng khai thác sơ anh chị em ơi. Để mình đo chiều cao cho anh chị em tham khảo. Dạ chiều cao là 67. Dạ tán ngang là 45.
Dạ, hoành thân là 12. Dạ, mã số 14 giao lưu với anh chị em là 450 ngàn, mình bao xếp toàn quốc. Cái này, trang này khi đi mà nếu mà đường xa nó rụng lá cũng không có sao anh chị em. Rồi mình đổi cây. Không bỏ ở đây nữa. Dạ, mã số 15 cũng là trang hồng phấn lá nhỏ anh chị em. Cái củ này nó có duyên lắm anh chị em ơi. Cây già cây anh chị em. Cái này mình bứng môn anh chị em. Dạ, chiều cao là 72. Dạ, tán ngang là 50. Dạ, hoành thân là 14. Đế nở anh chị em. Dạ, mã số 15 giao lưu với anh chị em là 600 ngàn. Mình bao xếp toàn quốc, mình bao sống cho anh chị em trong vòng 2 tháng ha. Mình đổi cây. Dạ, mã số 16 cũng là trang hồng phấn lá nhỏ anh chị em. Cái này, cây này cái củ nó có duyên lắm anh chị em ơi. Để mình đo chiều cao anh chị em. Dạ, chiều cao là 73. Dạ, tán ngang là 50. Dạ, hoành thân là 14 thôi. Củ nở anh chị em. Dạ, mã số 16 giao lưu với anh chị em là 700 ngàn, bao xếp toàn quốc anh chị em, mình đổi cây. Mình xích lại đây. Và mã số 17 cũng là trang hồng phấn lá nhỏ anh chị em. Cái cây này lùng lực anh chị em ơi. Để mình đo chiều cao. Chiều cao là 54. Dạ, tán ngang là 50. Hoành thân anh chị em. Dạ, hoành thân là 15. Dạ, mã số 17 giao lưu với anh chị em là 500 ngàn. Bao xếp toàn quốc anh chị em, đổi cây. Đây gần con. Mã số 18 cũng là trang hồng phấn lá nhỏ luôn anh chị em. Cái cây này, cái phôi này, cây này là một gốc nó lên hai thân anh chị em. Để mình đo chiều cao. Dạ, chiều cao là 65. Dạ, tán ngang là 72. Cái này mình đo hai thân anh chị em. Dạ, hai thân là 15. Dạ, mã số 18 giao lưu với anh chị em là 500 ngàn. Mình bao xếp toàn quốc cho anh chị em, mình đổi cây. Và mã số 19 cũng là trang hồng phấn lá nhỏ anh chị em. Cái này mình mới đem về, mình chưa có vệ sinh anh chị em ơi. Rồi mình lên giao lưu cho anh chị em để cho anh chị em tham khảo. Dạ, chiều cao là 75. Dạ, tán ngang là 47. Củ nở anh chị em. Dạ, hoành thân là 15. Dạ, mã số 19 giao lưu với anh chị em là 650 ngàn. Mình bao xếp bao gói toàn quốc cho anh chị em luôn, mình đổi cây. Dạ, mã số 20 cũng là trang hồng phấn lá nhỏ anh chị em. Cái cây này có một cốt anh chị em ơi, một cốt cao lên nè. Để đo chiều cao anh em. Dạ, chiều cao là 73. Dạ, hoành thân là 11. Đế nở anh chị em. Dạ, mã số 20 giao lưu với anh chị em là 450 ngàn. Mình bao xếp toàn quốc cho anh chị em luôn, mình đổi cây ha.
Dạ mã số 21 cũng là trang hồng phấn lá nhỏ anh chị em. Cái phôi này lồng lực anh chị em ơi, để mình đo chiều cao ha. Dạ chiều cao là 65. Dạ tán ngang là 46. Dạ hoành thân là 14. Dạ mã số 21 mình giao lưu với anh chị em là 500 ngàn bao xếp toàn quốc. Cái này mình chơi đợt bông này về là mình cắt. Đợt này cuộn mình cắt xuống là tới Tết là vừa chơi với anh chị em. Ra bông khá mới đó. Rồi mình đổi cây anh chị em. Này 22. Dạ mã số 22. Hay quá. Cũng là trang hồng phấn lá nhỏ anh chị em. Cây này có cái đế dáng của đế đẹp anh chị em, để cho chiều cao anh chị em ơi. Dạ chiều cao là 93. Dạ tán ngang là 43. Dạ hoành thân là 14. Đế đẹp anh chị em. Dạ mã số 22 giao lưu với anh chị em là 600 ngàn bao xếp toàn quốc, mình đổi cây anh chị em. Dạ mã số 23 cũng là trang hồng phấn lá nhỏ anh chị em. Cái này mới về nên anh chị em ơi, mình chưa có rửa gì chứ, để mình đo chiều cao anh chị em. Dạ chiều cao là 96. Dạ tán ngang là 44. Cái đế đẹp anh chị em. Dạ hoành thân là 15. Dạ mã số 23 giao lưu với anh chị em là 600 ngàn bao xếp toàn quốc luôn anh chị em. Mình đổi cây. Dạ mã số 24 cũng là trang hồng phấn lá nhỏ anh chị em. Cái này theo lời yêu cầu của anh chị em đó, mình đem lô hồng phấn này là về cho anh chị em tham khảo đó. Mình đo chiều cao ha. Dạ chiều cao là 103. Dạ tán ngang là 54. Đế đẹp anh chị em. Dạ hoành thân này là 13. Đế nở. Dạ mã số 24 giao lưu với anh chị em là 650 ngàn bao xếp toàn quốc, mình đổi cây anh chị em. Dạ mã số 25 cũng là trang hồng phấn lá nhỏ anh chị em ơi. Cây này đế nở đẹp anh chị em. Để mình đo chiều cao. Dạ chiều cao là 87 anh chị em. Dạ tán ngang là 48. Dạ hoành thân là 15. Dạ mã số 25 giao lưu với anh chị em là 500 ngàn bao xếp toàn quốc. Rồi mình đổi cây anh chị em. Dạ mã số 26 cũng là trang hồng phấn lá nhỏ anh chị em. Phôi này lùng lực đẹp anh chị em ơi. Cái này cái bộ ghế nó cũng cỡ ảnh cũng đẹp anh chị em. Dạ chiều cao là 90. Dạ tán ngang là 48. Mình đo hoành thân anh chị em. Dạ hoành thân là 14, đế đẹp anh chị em. Dạ mã số 26 mình giao lưu với anh chị em là 700 ngàn. Mình bao xếp toàn quốc anh chị em ơi, mình đổi cây ha. Rồi. Dạ mã số 27 cũng là trang hồng phấn lá nhỏ anh chị em ơi.
Cái phôi này hơi nhỏ anh chị em. Dạ mình đo chiều cao. Dạ chiều cao là 75. Dạ tán ngang là 45. Dạ hoành thân là 12. Đế nở là anh chị em. Dạ mã số 27 giao lưu với anh chị em là 450.000. Mình bao xếp gói toàn quốc cho anh chị em luôn, mình đổi cây. Dạ mã số 28 cũng là trang hồng phấn lá nhỏ anh chị em. Nè mới về mình chưa có vệ sinh anh chị em ơi, mình chưa có rửa gáy vậy chứ. Đây mình đo chiều cao anh chị em. Dạ chiều cao là 71. Dạ tán ngang là 46. Dạ hoành thân là 12. Đế nở anh chị em. Dạ mã số 28 giao lưu với anh chị em là 500.000, bao xếp toàn quốc anh chị em ơi, mình đổi cây. Con trang này nó dễ sống mà dễ trồng lắm anh chị em ơi. Dạ mã số 29 cũng là trang hồng phấn lá nhỏ anh chị em. Cái phôi này, cái cây tàn này nó đẹp nè anh chị em. Đây mình đo chiều cao. Dạ chiều cao là 87 anh chị em ơi. Dạ tán ngang là 50. Dạ hoành thân là 15. Đế nở đẹp. Dạ mã số 29 giao lưu với anh chị em là 700.000, bao xếp toàn quốc anh chị em ơi, mình đổi cây. Cái trang hồng phấn này nó ít có phôi lớn lắm anh chị em ơi, cây lớn cũng không có nữa. Dạ mã số 30 cũng là trang hồng phấn lá nhỏ anh chị em. Cái này cái đế nó một cục anh chị em ơi. Dạ chiều cao là 89 anh chị em ơi. Dạ tán ngang là 46. Dạ hoành thân là 15. Dạ mã số 30 giao lưu với anh chị em là 650.000, bao xếp toàn quốc. Đợt này anh chị em mà chốt á, đợt này mình cái bông này mình chơi đợt này rồi mình cắt xuống anh chị em, đặng Tết mình đón bông mới anh chị em ơi. Rồi mình đổi cây. Đây cặp nữa. Hay là mình tính quay đại khái một cây thôi ta. Dạ mã số 31. Cái này mình lên cặp mà mình chỉ lên đại khái một cây thôi nha anh chị em. 31 là trang vàng lá nhỏ anh chị em ơi. Tại mình lên đại khái một cây cái bàn quay này để không được. Dạ chiều cao là 66. Dạ tán ngang là 80. Hoành thân là 11. Thì hoành thân nó 11, 12, 10 anh chị em ơi. Dạ mã số 31 giao lưu với anh chị em là như hai cây là 600.000. Mà nếu mà hai anh chị em mà có chốt thì hai cây là mình bớt cho 500.000 anh chị em. Rồi mình đổi cây. Rồi cái đó cặp luôn đi không? 31 đó đi. Chết quên bo rồi. Và mã số 32 cũng là trang vàng lá nhỏ anh chị em. Tại vì mình lên cặp anh chị em mình chỉ quay đại khái một cây nha anh chị em. Và nếu mà anh chị em kết bạn Zalo thì mình sẽ quay lại một cây kia. Dạ chiều cao là 76 anh chị em ơi. Dạ tán ngang là cũng 76. Để mình đo thử con cây nha anh chị em. Hoành thân cũng 11 anh chị em ơi. Dạ mã số 32 giao lưu với anh chị em cũng là 600.000. 600.000 là hai cây đó nghe anh chị em. Rồi mình đổi cây. Cho chung chung ở bên à. Để chút nó dẻ. Cái này hai cây được rồi không?
Chết mà phải lấy cái bàn ta ha. Được không? Đi chưa cái dính nha, dính nha. Đó để bàn gì dễ. Dạ mã số 33 là cũng là trang Mỹ Hồng anh chị em. Cái này mình lên hai cây anh chị em ơi. Cái này nó thoát thân một cốt anh chị em. Để mình đo chiều cao cho anh chị em ha, đo một cây à. Dạ. Chiều cao nó là 68 anh chị em. Mình đo hảo hảo một cây anh chị em. Dạ, hoành thân là 9. Cây kia là nó lớn hơn anh chị em. Dạ mã số 33 là trang Mỹ Hồng, mình giao lưu với anh chị em là 400.000. Mình bao xếp gót toàn quốc anh chị em, mình đổi cây. Dạ mã số 34 cũng là trang Mỹ Hồng, mình bán cặp nha anh chị em. Rồi để mình đo chiều cao anh chị em. Dạ chiều cao là 52. Dạ hoành thân này là 8 anh chị em. Dạ mã số 34 mình giao lưu với anh chị em là 350.000. Mình bao xếp toàn quốc anh chị em, mình đổi cây. Cái này nó hơi nhỏ. Chết mẹ, đi rồi đi. Mấy 30. Này 34 không ta? 35 hả? Dạ mã số 35 cũng là trang Mỹ Hồng này, mình lên cặp anh chị em. Đợt rồi mình lên được rồi vài cặp mình đã giao lưu hết anh chị em ơi. Đợt này để mình đo chiều cao. Dạ chiều cao là 60 anh chị em. Mình đo thử một cây cũng là 89 anh chị em, mình thân á. Dạ mã số 35 mình giao lưu với anh chị em là 400.000, bao xếp toàn quốc anh chị em, mình đổi cây anh chị em. Thằng con không? Dạ rồi đó. Dạ. Cái này là mã số 36 nha anh chị em. Là trang sen Nhật nha anh chị em. Sen Nhật này mình vừa mình có số lượng nhiều nha anh chị em. Cái này mình đã cuốn hết bông rồi anh chị em ơi, đặng cho tháng đầu tháng 12 là bông nó có điều đặng mình chơi Tết nha anh chị em. Cái này thùng chậu anh chị em ơi. Dạ chiều cao là 68 nha anh chị em. Dạ tán ngang là 74. Cái này bụi nha anh chị em. Mà cây thuần chậu nha anh chị em ơi, cây sống khỏe. Cái này nếu mà chốt đi thì mình bó bầu nha anh chị em. Để dài đường cái chậu mũ này nó bể nha anh chị em. Thấy không? Này 36 rồi. Dạ mã số 36 cái này cũng là mã số cuối cùng anh chị em, mình giao lưu với anh chị em là 900.000, mình bao xếp gót toàn quốc anh chị em ha. Dạ cuối clip xin chúc cho anh chị em ha một ngày mới giờ giàu sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Số điện thoại của mình là 0939 906 192, cũng là số Zalo anh chị em. Quê mình ở Bình Tân, Vĩnh Long. Cảm ơn anh chị em vừa qua đã ủng hộ những clip trang clip khế của mình, thành thật cảm ơn anh chị em. Hẹn anh chị em clip sau sẽ gặp lại. Dạ chào anh chị em ạ. Cho xuống đây nè. Cho nó qua.